Cô hai. Ủa, cô hai kiếm tôi có chuyện gì không? Tôi mang cơm ra cho anh nè. Với lại tôi xin lỗi. Tại vì tôi thích thổi sáo, cho nên tôi thấy cây sáo tôi... Cơm cô để ở cửa sau, chút tôi lên lấy cũng được mà. Tôi mang ra đây cho anh cũng được mà. Cảm ơn cô hai. Vậy thôi, anh ăn cơm đi cho nóng nha. Dạ. Tôi vô nhà đây. Dạ cô vô. Bữa nào rảnh rỗi á, anh chỉ tôi thổi sáo với được không? Vậy tôi vô nhà nghe. Khi mà nghe tin Lục Vân Tiên đã chết á, Kiều Nguyệt Nga mới thề là sẽ thủ tiết suốt đời. Nhưng mà cái ông thái sư đương triều á, ổng hỏi cưới nàng cho con trai ông không được, cái ổng đâm ra ổng mới đem lòng thù oán, ổng mới tấu với nhà vua phải bắt Kiều Nguyệt Nga đem cống cho giặc Ô Hoa. Khi mà tới cửa Ô Hoa, Kiều Nguyệt Nga mới ôm bức họa Lục Vân Tiên nhảy xuống sông tự vẫn. Con hiểu không? Dạ hiểu. Giỏi. Đâu? Ủa, sao bữa nay má về sớm quá vợ? Má nữa, nó bị lớn à, con nít có chút xíu à. Má kể ba cái chuyện tình yêu tình yết cho nó nghe, tiêm nhiễm vô đầu con nhỏ rồi sao má? Má không biết. Má thấy hồi xưa ông bà cha mẹ mình cũng kể chuyện cho con cháu nghe như vậy á. Bước xuống dưới đây coi. Đi lên trên nhà trên. Bà nội. Kêu cái gì? Đi lên. Đi lẹ. Đâu con? Má đã dặn con thả con ra đi. Đây là lần cuối nghe chưa? Má mà bắt gặp con bước xuống dưới này là má đã chết nghe chưa? Trời ơi, bà lớn tuổi rồi, đường trơn trượt như vậy, bà không ở nhà đi, mà đi ra ngoài đường chi vậy? Không đi thì con cháu nhà nó đói, lấy cái gì ăn hả cô? Bà cầm tay con nè. Bà dơ lắm con. Không sao đâu, bà cứ nắm tay con đi. Bà giữ chặt tay con nha. Cảm ơn cô. Nhà bà ở đâu, con đưa bà về. Ở đây nè. Mình đi. Cẩn thận, cẩn thận. Cô thiệt là tốt bụng, cảm ơn cô nhiều lắm nha. Có gì đâu bà. Vậy mới được. Vậy mới đã chứ. Đúng rồi. Vậy chứ. Cuối cùng rồi thì chánh nghĩa cũng thắng gian tà. Con. Dạ. Cái tù cải lương hay quá trời quá đó con ơi. Hơi.
Ủa, con thêu cái gì mà thêu ngày thêu đêm vậy? Không sợ hư con mắt hay sao? Trời ơi nội ơi, mắt con tốt lắm mà nghe, nội đừng có lo. Phải rồi, không lo ha. Tới chừng mà đeo cái cặp bắt kiến bà dày cui như cái đít ve vậy là mới là lo ha. Vậy thì lúc đó cháu gái của nội nhìn trí thức chứ làm sao? Trời đất ơi, coi nó trả treo kìa. Cái gì nó cũng nói được hết trơn hả trời, cha mày. Trang Đài. Dạ. Cậu Sơn có hứa bữa nào xuống chơi nữa không? Dạ không nội. Mà rồi có thấy cậu Sơn sao? Anh Sơn hả? Anh Sơn là một người đẹp trai, ga lăng, vui tánh. Với lại ảnh kể mấy câu chuyện lúc ảnh du học ở bển á nội, nghe thú vị lắm. Còn thích quá trời luôn. Trời đất ơi, người ta là học cao hiểu rộng, con nhà giàu có điều kiện, được đi đây đi đó để mà mở mang tầm mắt, không hay sao được. Hồi đó mà nội cho con đi học tiếp rồi con được qua bển là giờ con được mở mang tầm mắt rồi. Trời đất ơi, mày tính mày bỏ nội một mình hay sao mày đòi đi học nước ngoài? Thôi, con ghẹo nội chơi thôi mà. Đương nhiên là con phải ở đây với nội rồi. Nội lớn tuổi rồi, con phải ở đây chăm sóc nội chứ, phải không nè? Nói nghe được không? Vậy mới là cháu cưng của nội á trời. Nè Trang Đài. Dạ. Nội mới nghĩ cái này hay lắm nè. Hay là con lấy chồng đi, để trong khi mà nội còn khỏe vậy nè ha, thì vợ chồng con á muốn đi chơi ở đâu cũng được hết, đi trong nước ngoài nước, đi du lịch khắp nơi trên thế giới nội chịu hết ha. Nghe nội nói thích quá, chắc mai con phải lấy chồng liền luôn quá. Chắc không đó, làm nội mừng không. Mà nội nghĩ nội sẽ rất là vui lòng, rất là mãn nguyện khi mà nội giao hết cái sản nghiệp này cho một đứa cháu rể mà như thằng Sơn vậy đó. Ơi, bởi vậy nội, ta nói nội mong. Con đã nói với nội bao nhiêu lần rồi, con với anh Sơn á chỉ là bạn bè anh em bình thường thôi. Nội mà còn nói như vậy nữa hả, mai mốt con gặp ảnh con mắc cỡ, con không gặp ảnh nữa đâu. Thôi mà, nội xin lỗi mà. Nội nói tỉ dụ là nội mơ ước vậy thôi chứ làm gì mặt mày chầm dầm vậy không biết nữa. Rồi. Thôi nữa để tất cả mọi chuyện là nó thuận theo tự nhiên vậy đó. Nội không có tác động vô nữa không? Dạ, cảm ơn nội. Ơi, thôi được rồi. Đây là chỉ, đây là tiền thối của cô Hai nè. Tôi lấy chỉ thôi, anh giữ tiền đi. Dạ thôi, cô Hai đừng có làm như vậy. Tôi đã nói là anh giữ tiền đi, cứ giữ đó mà xài. Nhưng... Nè nè, nhưng vậy cái gì không biết nữa. Nó cho thì bỏ vô tôi ha, đẩy qua đẩy lại coi nó kỳ lắm, nghe chưa Trang Đài? Dạ. Nội biểu, con có tiền nữa không? Dạ có. Từ bác vừa hồi nãy phải không? Cho tùng hết cho nội. Dạ. Ông Hai ơi, con không dám nhận đâu. Ông Hai cho thì cứ nhận, nghe chưa? Không biết tao giận bây giờ à. Là cái công của con leo dừa, con bẻ dừa, lột vỏ rồi bán, bây giờ ông Hai cho. Nhưng đó là trách nhiệm của con mà. Trách nhiệm cái gì? Nghe nói nè, từ nay trở đi, mỗi tháng
ông hai cho một chút tiền rồi đó giữ ở trong mình đó mà xây xài, nghe chưa? Mày mà từ chối là ông hai buồn, thấy không? Nè, anh cầm tiền đi, không thôi ông nội giận, ông nội la cho bây giờ. Dạ, con cảm ơn ông hai. Cảm ơn cô hai. Cô tới đây chơi hay có chuyện gì? Dạ, em qua thăm bác Sáu. Sẵn tiện em đem cho bác Sáu ít tiền, anh Tùng gửi cho bác Sáu để dành ăn trầu. Má sống ở đây với vợ chồng tôi á, đầy đủ không thiếu thứ gì, đâu có cần phiền đến chú Tùng làm gì. Bác Sáu có nhà không chị? Có, nhưng mà bà ngủ rồi. Bà sướng lắm, ăn ngủ suốt ngày vậy đó. Mà thôi, có chuyện gì á cô cứ nói với tôi đi, đừng có làm phiền giấc ngủ người lớn tuổi, không có tốt. Chị gửi cái này cho bác Sáu giùm em. Tuy là bác Sáu ở đây không thiếu thốn gì, nhưng mà chị cứ cầm đi cho anh Tùng anh vui. Ủa, mà tiền nãy đâu chú Tùng có? Đừng nói là... Chị, không phải như chị nghĩ đâu. Ông hai á, ông thấy anh Tùng siêng năng giỏi giắng, ông hai ông thương, cho nên là thỉnh thoảng ông cho anh Tùng ít tiền, anh Tùng anh để dành đó chị. Với lại ông hai ông nói bắt đầu từ tháng này anh Tùng sẽ có lương á. Thôi để tôi cầm rồi tôi đưa lại cho má. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ thôi, em xin phép. Về đi. Lan. Anh Mai. Cô đâu vậy? Em đi qua thăm bác Sáu. Vậy hả? Chắc má tôi vui dữ lắm hen. Bác Sáu ngủ rồi, cho nên là em gửi ít tiền cho chị Thùy rồi về, không có gặp được bác. Gửi tiền cho vợ tôi hả? Không lẽ cô cũng đi vay tiền? Dạ không, là tiền của anh Tùng. Anh Tùng nhờ em gửi để biết bác Sáu. Tiền của thằng Tùng? Dạ. Nó làm gì có tiền mà gửi ta? Thỉnh thoảng ông hai có cho tiền anh Tùng, ảnh để dành. Với lại bây giờ ảnh có tiền lương mỗi tháng rồi đó anh Mai. Vậy cũng mừng cho chú ấy. Vậy thôi em về nha. Cô về. Dạ. Nhiều người á lấy chồng chỉ thích được hưởng nhà cao cửa rộng thôi, nhưng mà em thì khác à nha. Em á, em không thích sống chung với ba má chồng hay là ba má ruột gì hết á. Em chỉ muốn là hai vợ chồng mình lúc nào cũng ở bên nhau thôi. Có chuyện gì vậy em? Em nói chuyện anh có thèm nghe em nói đâu. Em phải thông cảm cho anh. Trong thời gian này anh phải tập trung học, sắp tới kỳ thi rồi. Em có muốn anh học thành bác sĩ không hả? Em tha cho anh lần này thôi đó. Nhưng mà dù gì thì cũng phải quan tâm tới em chứ. Em không thích cảm giác bị bỏ rơi như vậy đâu. Anh mà cứ như vậy đi á nghen, mai mốt em ngã do lòng người khác á, lúc đó anh ráng mà chịu. Em dám nói chuyện với ông xã của em vậy hả? Sao không dám? Em đang thời son trẻ mà, em muốn được yêu thương chịu chuộng hơn. Anh mà cứ bỏ bê em hoài đi á, mai mốt em đi kiếm người khác thương em hơn anh cho rồi. Em dám hả? Nhột, em dám hả? Không có giỡn nữa nha. Ấy nè. Thôi đừng mà. Chết chứ anh. Trời. Má. Trời ơi, má làm cái gì vậy? Đưa đây được cho con. Được rồi, để má làm cho cái gì. Được mà. Rồi cái gì? Cái thằng này. Thôi, hay là con nghỉ ngơi đi, để con làm cho. Để con. Con nghe nói á, hàng Tùng nó đưa cho má mấy chục ngàn hả má? Ủa, má gặp Tùng hồi nào đâu mà nó đưa cho má tiền? Cái gì cả? Cô Lan đi qua đây á, nói là đưa cho má. Vợ con thì nói là má ngủ trưa.
cổ mới đưa cho vợ con. Không chừng vợ con nó quên chưa đưa cho má. Có bao giờ má ngủ trưa đâu. Có khi... Anh ơi, đâu rồi, vô tôi nhờ chút coi. Vợ con kêu ở trỏng kìa, vô đi con. Để lát con nhắc vợ con đưa cho má. Còn có chút xíu à, để lát con làm cho. Má nghỉ ngơi, đừng có làm nghe. Ừ. Vô ạ. À. Anh nghe nói là thằng Tùng nó đưa cho má mấy chục ngàn hả? Em đưa cho má chưa? Anh có liên lạc với thằng Tùng hả? Hay là con Lan nó sợ tôi giấu nhẹm lại nên phải chạy tới nó báo với anh? Không có. À, anh gặp cô Lan á, từ lúc cô bước ra khỏi nhà mình, anh hỏi cổ mới nói đấy chứ. À, anh mới hỏi lại em, sợ em quên chưa đưa cho má. Ủa, mà tại sao tôi phải đưa cho má? Má sống trong nhà của mình, tôi lo lắng cho má tất cả mọi thứ hết. Má cần tiền xài cái giống gì nữa? Em nói vậy sao phải? Tiền đó là tiền chú Tùng đưa cho má. Nhiều khi má hết trầu hay là má thèm bánh trái gì đó, má có tiền má mua. Anh nói vậy chẳng khác nào tôi để cho má anh nhịn đói nhịn thèm. Trời ơi, khổ ghê luôn á. Ý của anh không phải là như vậy. Chứ ý của anh sao? Anh đừng tưởng tôi ngu rồi muốn nói gì nói nha. Mà anh nghĩ đi, má sống trong nhà của mình, tôi lo cho má biết bao nhiêu là thứ. Em đừng quên, má đã đưa tiền của má, cả phần tiền của chú Tư cho mình rồi. Chứ đâu phải là má ăn nhờ ở đậu nhà mình. Vậy mà em cứ kể hoài, riết rồi anh chịu hết nổi luôn. Tiền chú Tư gửi cho má đâu có bao nhiêu đâu. Em không chịu đưa cho má, để cho má vui. Em bòn rút từng đồng từng cắt. Em tham cũng tham vừa phải thôi chứ. Tôi tham gì của ai? Hả? Tôi ăn cắp ăn trộm của ai mà nói tôi tham vậy hả? Anh là cái đồ thứ mà ăn rồi quẹt mỏi như gà đó. Tôi vì cái nhà này mà tôi phải lặn lội ngoài đường mưa nắng như vậy đó. Mà hôm nay có mấy chục ngàn của bà anh à. Tôi chưa kịp đưa mà anh chửi tôi như vậy hả? Tôi vì cha con anh, tôi vì dung dáng cho cái nhà này, tôi mới cực khổ như vậy. Tôi rước má anh về đây là vì tôi thương anh. Tôi muốn anh báo hiếu cho má anh. Tôi thương anh mà. Có mấy chục ngàn của bà à. Anh có từng nghĩ nếu như bà trăm tuổi, bà đau bệnh, bà nằm một đống ở đó, bao nhiêu tiền là đủ? Nhưng đó là tiền chú Tư đưa cho má. Nếu em làm như vậy, sau này anh mặc mũi nào anh nhìn chú Tư nữa. Trời ơi là trời, cái nhà này mà cái gì đụng tới cái thằng đầu trộm đuôi cướp đó là tôi sống không yên mà. Thôi mà, các con. Anh đâu rồi? Em không được quyền làm như vậy. Các con ơi, các con đừng có cãi giả gì má nữa. Má đau lòng lắm con. Má nhìn đi, con trai má chửi tôi đó, vì có mấy chục ngàn tôi chưa kịp đưa cho má mà anh dậy đẩy lên như vậy đó. Mà anh có chắc là cái đồng tiền của thằng Tùng đưa cho má là đồng tiền trong sạch hay không? Thôi thôi con ơi, thôi bây giờ con muốn giữ thì con giữ đi. Má không có lấy tiền lại đâu. Má chỉ xin là hai vợ chồng đừng có lớn tiếng nữa. Gia đình xào xáo như vậy má chịu không nổi đâu. Đừng con ơi. Má nói nghe tốt đẹp quá, chứ không phải má suối con má chửi tôi hả? Làm sao mà con, mà con có thể nói như vậy được? Không có người làm cha làm mẹ nào mà muốn gia đình con cái mình mất hạnh phúc hết. Con đừng nói như vậy, tội má lắm con ơi. Cái chuyện đó nhỏ xíu à. Em làm cái gì mà làm ầm ĩ lên như vậy? Đúng rồi, nói với anh đó là chuyện nhỏ lắm. Nếu mà tôi có hầu hạ cả dòng họ nhà anh tôi như trâu bò thì nói với anh cũng là chuyện nhỏ mà. Em Thùy à, nghe nói nè Thùy. Anh tránh ra đi, tôi không muốn nghe. Anh đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, và đặc biệt đó là những nơi nổi tiếng đông đúc. Chi phí hơi đắt đỏ, nhưng bù lại được cái có biển xanh, cát trắng rất là đẹp. Hơn nữa nó còn có những chiếc du thuyền của các tài tỷ phú rất sang trọng. Thích quá. Ước gì á em cũng được tới những nơi mà anh đã từng tới, và đặc biệt á là được tới cánh đồng hoa oải hương. Nếu mà em thích á, anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em tất cả những nơi ăn chơi ở bên đó, chỗ nào anh cũng đã từng đến. Vậy còn trường học thì sao?
Nãy giờ em không nghe anh nói gì tới học hành hết. Trường học á, đương nhiên là nó quy mô và hoành tráng hơn ở Việt Nam mình nhiều rồi. Với lại vấn đề học hành có gì để nói đâu em. Mà ở bệnh anh học ngành gì ha? Em nhớ rồi, hai bác có nói với em á là anh học bác sĩ đúng không? Nhưng mà học bác sĩ sao lại tốt nghiệp sớm vậy? Ở Việt Nam á hả? Nếu mà học bác sĩ cũng phải 6-7 năm lận đó. Lúc đầu á là anh định học bác sĩ, nhưng học được một khoảng thời gian á thì anh cảm thấy không hợp, cho nên chuyển sang học kinh doanh. Với lại anh cũng muốn nối nghiệp ba mẹ mình mà. Vậy anh đã đi xin việc ở đâu chưa? Từ từ chứ em, anh đang học nay đã mấy năm rồi, lần này về nước á anh muốn được thư giãn. Với lại á, cái bằng của anh mà đưa ra thì biết bao nhiêu chỗ tranh giành để có được anh. Hết. Bây giờ á hả, kiếm được một người mà học nước ngoài như anh á đâu phải chuyện dễ. Thật sự á, anh cũng không muốn về Việt Nam đâu. Ở bên đó điều kiện lập nghiệp và học hành của anh tốt lắm. Nhưng mà như vậy á, anh không nhớ gia đình, không nhớ quê hương sao? Thật ra thì đương nhiên là anh nhớ quê rồi. Ở đây có ba mẹ anh, người thân anh. Và đặc biệt hơn nữa là ở đây anh có em, làm sao anh không nhớ được chứ. Nhưng mà ý anh ở đây là nói về khía cạnh học hành và lập nghiệp thôi. Trang Đài, hay là em xin ông nội để anh đưa em ra nước ngoài chơi. Đi chơi thôi mà anh, có gì đâu mà phải vội. Trang Đài thích nghe thổi sáo hả? Em thích nghe thổi sáo lắm. Anh Sơn có biết thổi sáo không? Anh thì không rành các loại nhạc cụ dân tộc cho lắm, nhưng mà biết chơi dương cầm. Trang Đài biết dương cầm không? Em chỉ được xem trên phim, với lại xem hình ảnh thôi, còn chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy hết. Vậy khi nào có cơ hội anh sẽ đánh dương cầm cho em nghe. Anh làm như vậy? Chắc Trang Đài ở xứ mình nên chưa quen, chứ ở nước ngoài á chuyện đụng chạm da thịt nam và nữ nó bình thường lắm. Nhưng mà em chưa bao giờ ở nước ngoài hết. Em cũng đã nói với anh á là em không thích những chuyện đó rồi mà. Ok, cho anh xin lỗi. Trang Đài. Sơn à. Dạ. Cái tánh con Trang Đài nó nghiêm trang lắm, nó không có thích đùa giỡn vậy đâu. Dạ. Từ nãy trở đi đó, con cũng đừng có thoải mái quá như kiểu bên nước ngoài vậy ha. Ông thì không có khắt khe gì, nhưng mà chòm xóm dòng họ chung quanh đó, họ dòm ngó hay dị nghị lắm. Dạ, thì con vô ý quá, may mà nhà ông nhắc nhở, mai mốt con sẽ để ý hơn. Ông, chắc Trang Đài phiền con lắm không? Ôi, có gì đâu à. Nó không thích thì thôi, chứ có gì đâu mà phiền. Với lại ông cũng đã nói đỡ cho con rồi. Dạ, con cảm ơn ông. Ông hả? Hồi nãy con thấy ở ngoài vườn có người lạ, ai vậy ông? Cái anh làm vườn. Ủa, mà rồi con hỏi nó có chuyện gì không? Dạ không. Có phải là người ăn trộm cái bình cổ nhà mình không ông? Bà con có kể cho con nghe chuyện đó. Thằng Tùng á. Ông, sao ông lại để cái loại người như vậy ở trong nhà mình? Lỡ một mai nó túng bẩn quá, nó cướp cổ giết người luôn thì sao ông? Gì đâu mà nghiêm trọng dữ vậy không biết nữa. Ông nghĩ đó chỉ là cái lỗi lầm nhất thời của họ thôi, chứ bản chất họ không phải là người xấu. Lan Ủa, anh Mai. Bác Sáu khỏe không anh Mai? Mấy bữa nay em lu bu quá chưa qua thăm bác được. Mà anh vẫn khỏe, cảm ơn cô. Anh Mai có chuyện gì muốn nói với em hả? Anh có chuyện này muốn dặn cô. Sau này mà chú Tùng có gửi gì cho má anh á, thì cô đưa cho anh, hoặc là đưa thẳng cho má anh nha. Cũng không có gì đâu, tại tính vợ anh hay quên. Hôm trước á, em đưa đồ xong rồi mấy bữa sau mới nhớ đưa cho má anh. Anh
Anh thì anh muốn đưa liền cho bà già bà mừng. Dạ. Anh dặn có như đó thôi. Thôi anh đi ngang. Dạ anh Mai đi. Anh đi ngang. Bà Điểu đâu rồi? Cái gì vậy? Điểu. Không thấy tôi đang đốt rác hả? Ra đây nói chuyện cho nghe nè. Tôi đang làm, đừng có phá tôi nữa. Thì bỏ nó đi cho thằng Đức nó làm. Ra đây. Mày đốt cho cẩn thận nha. Dạ. Cái gì? Nè, mở ra đi cho cái này nè. Này là gì? Thì coi đi biết. Bà khoái liền à. Hả? Làm tên, gì mà tên. Con gà. Ừ. Ê, con gà mái. Ừ. Ở đâu ông có vậy? Ông mượn của thằng Lộc hả? Cái thằng nó làm gì cho mượn nữa? Chứ đâu ông có. Ông đừng có nói với tôi là ông đi ăn trộm nha. Bộ gà của người ta dễ ăn trộm lắm hả? Con gà này á là của Tư Tẹo cuối sớm. Nó đưa cho tôi. Bù lại á, tôi phụ nó vét mương mấy ngày. Vậy thì quá tốt rồi. Từ nay trở đi nhà mình có con gà này để gà giống, mai mốt có trứng gà mà ăn. Ừ. Này. Ừ. Không có bắt con gà đi nhậu nha. Không thôi là tôi. Cái gì nữa đây? Sao? Tới lúc đó rồi biết. Ê Đức. Dạ. Đại biểu coi. Dạ. Nãy giờ phụ má đốt lửa hả? Dạ. À, giỏi. Nè, vô lấy nước cho tôi uống coi. Dạ. Ừ. Dạ thưa cô hai, công việc cô hai sai bảo tôi đã làm xong rồi. Không biết còn chuyện gì nữa không ạ? Ờ, không còn gì đâu. Vậy thôi tôi xin phép. Mà nè, anh vội về ngoài đó lắm hả? Hay là ngồi đây nói chuyện với tôi một chút đi. Dù sao á thì ông nội cũng đi đám dỗ, chắc lát nữa mới về. Có mình ơn tôi à, buồn lắm. Dạ. Anh ngồi đó đi. Cảm ơn cô hai. Mà anh Tùng nè, từ lúc mà anh bắt đầu làm ở nhà tôi á, tôi không thấy anh xin phép ông nội tôi về thăm gia đình hả? Hay là bữa nào á anh xin phép ông nội tôi đi, chắc là ông nội không có khắt khe với anh đâu. Cô ơi, tôi làm việc của nhà để mà về chứ. Tôi xin lỗi anh nha. Ông nội có kể cho tôi nghe chuyện này rồi, nhưng mà tự nhiên tôi quên mất. Anh thông cảm cho tôi nghe. Dạ không có gì đâu cô. Tôi có nghe nói anh hai của anh rước má anh về để phụng dưỡng. Hay là bữa nào á anh xin phép ông nội tôi nghỉ một hai bữa, xong rồi về thăm má với lại thăm gia đình luôn. Như vậy cũng được. Tôi đã làm nhiều chuyện xấu, mấy anh chị em nhà tôi ai cũng cảm thấy xấu hổ vì tôi hết. Tôi đâu còn mặt mũi nào để mà về nhà của bất kỳ một ai nữa. Anh Tùng, coi em đem gì cho anh nè. Tối rồi mà anh Tùng anh còn làm việc sao ta?
Chắc là anh ghét tôi lắm đúng không? Tôi đâu giống ghét cô hai. Mà sao cô hai lại nói vậy? Thì bởi vì hồi đó tôi có ác cảm với anh. Xong rồi lúc mà nội tôi quyết định cho anh về ở đây, tôi có đồng ý đâu. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy nội tôi nói đúng. Anh là một người bản chất không có xấu. Nội tôi rất là tin anh. Và tôi cũng rất là tin anh. Vậy anh đừng có mặc cảm nghe. Ai mà không có lúc mắc sai lầm. Cảm ơn cô hai. Ơn nghĩa của ông hai và cô suốt kiếp này tôi không bao giờ dám quên đâu. Trời ơi, có gì đâu mà ơn với nghĩa. Anh chỉ cần sống tốt với ông nội, với tôi là tôi vui rồi. Ông hai và cô có thể quên những chuyện tốt đã làm cho tôi, nhưng còn bản thân tôi là người chịu ơn thì không thể nào quên được. Kiếp này chắc có lẽ là tôi không thể nào trả ơn cho ông hai và cô được. Hy vọng là trả ở kiếp sau. Nếu như đền ơn mà làm anh thấy nhẹ lòng, tôi có cách giúp anh đền ơn ngay bây giờ. Nhanh nhất, ngay tại kiếp này luôn. Vậy anh có đồng ý làm không? Dạ, nhưng mà cách gì mới được cô hai? Thì anh thổi sáo cho tôi nghe đi. Đó là cách anh đền ơn cho ông nội tôi rồi. Vậy là lòng anh khỏi áy náy. Tôi thích nghe thổi sáo từ hồi tôi còn đi học. Nhưng mà tôi nhớ một người bạn tôi đã từng nói, những người mà thổi sáo hay á là những người có tâm hồn trong sáng. Mà anh là một trong những người thổi sáo hay nhất mà tôi từng gặp. Cô hai quá khen tôi rồi. Thực sự ra tôi thổi sáo cho vui thôi à. Nếu như cô hai thích nghe thổi sáo thì để tôi chạy lấy cây sáo rồi thổi cho cô hai nghe nha. Thôi không cần đâu, anh ngồi yên đây đi. Cô hai biết thổi sáo hả? Tôi thích nghe thổi sáo. Hồi nhỏ tại thích quá tôi cũng đi học, nhưng mà học hoài mà không có tiến bộ gì hết. Cho nên là nhưng mà vẫn còn mê lắm nha. Cho nên là má tôi mới mua cây sáo này cho tôi nè. Sau đó không bao lâu thì ba má tôi mất trong một vụ tai nạn. Mà thôi, anh thổi sáo cho tôi nghe đi. Thổi bằng cái sáo này nè. Thank you.
Mình lại nghĩ lang mang mất rồi. Mình không được nghi ngờ anh Tùng. Không được. Không được. Lên. Rồi hả má? Má xin lỗi. Má ngủ quên. Trời ơi. Thôi được rồi. Má nằm đây má nghỉ đi. Để tôi làm hết tất cả mọi chuyện cho má. Cho má vừa lòng má. Tôi hầu má mà. Trời ơi. Anh ơi. Anh. Sao má? Sao má vậy nha? Trời ơi má. Anh có ơi. Sao không má? Má sao vậy? Má sao vậy? Anh ơi. Anh coi má có sao không hả? Trời ơi, má có sao không má? Má ơi, má. Mẹ định đi đâu mà soạn đồ vậy mẹ? Mẹ soạn vậy thôi chứ mẹ có đi đâu đâu. Bà đâu mẹ? Chắc là ổng đi với mấy người bạn cho khuây khỏa đó mà. Ủa, mà con đi đâu chải chuốt dữ vậy? Con định lên Sài Gòn chơi vài hôm. Ở đây chán quá. Nhà mình đang có chuyện như vậy mà con cứ đi chơi hoài à. Ba con mà biết được ổng la cho đó. Chỉ cần mẹ đồng ý là ba sẽ bằng lòng cho con đi chơi nha mẹ nhá. Được. Con cứ đi đi. Nhưng mà nhớ về cho sớm nha. Dạ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ là số 1 luôn á. Ủa, mà sao con không đi còn đứng đây làm gì vậy? À, thì mẹ. Gì? Mẹ cho con đi chơi mà mẹ không cho tiền. Sao con đi? Mẹ mới cho con mấy trăm hôm bữa mà con đã tiêu xài hết rồi sao? Có mấy trăm, con lên xuống nhà trang đài là hết rồi. Còn đồng nào đâu. Hoàn cảnh gia đình nhà mình bây giờ khác trước rồi. Con mà cứ tiêu xài hoang phí như vậy, làm sao mà ba mẹ đáp ứng nổi cho con được? Mẹ cho tiền con lần này thôi. Con hứa sẽ xài tận tiện hơn nha. Mẹ không có tiền đâu. Ngay cả tiền ăn hàng ngày ba mẹ cũng phải tính toán đau cả đầu đi nè. Mà con thấy không, mẹ còn phải soạn đồ ra để ngày mai mẹ mang đi bán đó con. Mẹ đã nói dối, mẹ đã nói dối vì không muốn để con bận lòng, vì không muốn để con lụy phiền khi bất chợt con ghé về thăm. Mẹ đã nói dối, con có gì mà phải lắng lo. Mẹ vẫn bình thường, mẹ vẫn vui, mẹ vẫn bình an, con chưa bận lòng.